thằng nào đó ngày tao không biết tên, nhưng mà hình như là hôm qua tao với thằng Thơ Quang lên thì nó lên nó ngồi nó chất vấn rồi mới nói nó một mình, nhưng mà thấy rất là bực mình. Đó là những cái mình thấy rõ rằng đó là nó có những cái là nó bị mình bị tấn công vì nhiều phía, vì mọi mặt, trong đó có văn hóa nghệ thuật, thậm chí cái sự cái thằng Mỹ nào không biết mà nó viết cái bài bẹt thèm miệt đất đai nó cũng tấn công luôn. Nói chung là ngày qua tao cũng chửi người ta rồi, nhưng mà có điều nói chung là tất tần tật không có thứ gì mà nó không tấn công cả. Thì ngay thời điểm bây giờ là thời điểm nhạy cảm nè, đất nước mình hiện giờ đang mở mang, đang đi ra ngoài thế giới, có những cái điều mà hầu như là chúng mình rất vui mừng, có nghĩa là chúng ta hiện giờ đang sản xuất được những cái điều mà người ngày xưa mình không tưởng, chẳng hạn như là xe hơi, container, rồi mọt, rồi đại khái bây giờ xuất cảm qua Mỹ rất là nhiều. Cái điều đó càng ngày chúng ta càng thịnh vượng, càng đi lên, thì ngược lại chúng nó lại càng ngày càng phẫn uất và càng ghét, cho nên nó tìm đủ mọi cách, nó tìm đủ mọi cách để mà nó hạ bệ. Đây nó ở nói một cách khác theo cái nghĩa trong nước là gọi là hạ bệ. Rồi hạ bệ là thứ nhất là thần tượng nè, thứ hai là coi như là người ta làm mất lòng tin của nhân dân đối với chính phủ nè, đó nó làm đủ mọi trò, có nghĩa là từ vaccine, từ an sinh xã hội là nó moi nó móc nó làm đủ trò để gì. Người ta nhiều khi người ta không có nghĩ tới chuyện đó, người dân trong nước họ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà nó nói hoài, nó nói ngày, thì tự nhiên ngồi ta ngồi ta gãy đầu cái đầu thiệt không ta, rồi đại khái vậy làm cho người dân chúng ta hoang mang, hiểu không? Thế bị chỗ đó ra đó là một cái sự tấn công tổng lực á, tao nói thẳng là như vậy. Đủ thứ loại trên đời, trên đời từ văn hóa, game show, nghệ thuật, rồi chuyện toàn là chuyện thứ tào lao không, rồi thậm chí du nhập vào những cái đây này cũng giống như một cái từ rất là hay à. Đất nước mình mà văn hóa còn thì đất nước còn, văn hóa mất là đất nước mất. Cái này nó muốn nói lên điệp là thấy rằng du nhập những cái văn hóa phương Tây vào đây đó, những cái game show rất là bậy bạ, chẳng có nắm ôn gì cả, rồi hài nhảm, rồi đủ trò hết trơn trời. Thì cái đó thì cũng tốt lúc nó nói rồi, vì khi mình nói ra mà bây giờ cái giới trẻ bây giờ thì chính vì những cái chỗ đó như vậy, thành ra đứa trẻ mình Việt Nam mình nó có cái hơi hướng vọng ngoại rất là nhiều, nó không biết nó, thì bởi vậy nó du nhập vào những cái chuyện khác như là nhạc rap, rap bậy, rap bạ, rap thô tục. Mà tao hỏi mày nghe, tao 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 lên án cái thằng rap là rất là nhiều lần rồi. Cái thằng rap á, là nó xuất thân từ thằng Mỹ, là từ cái loại người da đen của người ngày nô lệ ngày xưa của thằng Mỹ, và họ không có tiếng nói trên chính trường, họ không có nói tiếng nói trên cửa điện, vì đó họ họ có những cái bài rap để mà họ thay thế cái tiếng nói của họ. À, ngược lại đó là nó thể hiện đó là cái dân nô lệ da đen. Việt Nam mình có nô lệ ai đâu, mà ai là nô lệ đâu. Rồi những bài hát ngoại lai mà thường thường những nhạc rap Mỹ rất là thô tục, nó chửi dữ lắm, nó phát viết rồi đúng, tại vì tôi không hiểu chứ thực tế là rap Mỹ chẳng có gì hay ho cả, không có tình tứ, không có văn chương, không có mẹ chuyện đó, là một cái nhạc nói đó, là nhạc nói mà nói cái điều thì chẳng có giai điệu, chẳng có giai điệu của mẹ chứ chi chơi. Tự nhiên đùng một cái Việt Nam mình hùa theo kêu lôi 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 cái thằng nhạc rap vô đủ làm game show, trời ơi, nó quá nhiều rất dị hợm mà nó làm tao chẳng muốn nói nữa. Nhưng có cái điều mà thấy càng ngày á, cái văn hóa Việt Nam mình nó càng bể ra. Rồi thí dụ như là game show Việt Nam mình nhiều cái game show lãng nhắc, thí dụ như bây giờ cái gì là cái gì yêu yêu tâm chẳng biết, tự nhiên hỏi cái kể chuyện ra, kể chuyện anh chị gặp nhau thế nào, lần đầu tiên gặp chị đâu, em mới gặp ổng lần đầu tiên cái ổng dẫn em vô khách sạn ông quốc cho em 7 cú rồi mới nói, trời ơi nó nói những cái chuyện mà bất văn hóa rồi mà đã vậy lên sóng truyền hình mới là ghê chứ, rồi không biết mấy không nổi mà rồi giám đốc đài truyền hình ở đâu tao không hiểu nổi. Đó là chương trình Vợ Chồng Son đó bố Chắc Cầm, vậy, đúng chắc vậy đó, tao cũng không nhớ tên mà tao coi qua một lần tao nói sao kỳ trời, mấy cái chuyện vậy mà cũng đem lên trển rồi tào lao mới lao, có nghĩa là nếu chuyện mà thay vì đài truyền hình là gì để đem những cái văn hóa nghệ thuật chính thống hoặc là những cái gọi là hay ho để mà truyền bá cho đạo đức xã hội rồi văn hóa tốt đẹp của người dân, tao không chấp, tao tao chấp nhận cái điều đó là đem phương hóa phương Tây, nhưng mà mình lấy cái hay chứ mình đừng lấy cái dở. Nhưng toàn là đủ mới đem ra những cái thứ bậy bạ tục tiểu, rồi đủ nó hát nhạc thậm chí có một cái bài báo nó đăng lên là nó đã phản ảnh những cái bài rap của ơi, nó chửi Phật giáo luôn, nó chửi tòa sư cụ sư ông gì, nó chửi luôn, vậy mà nó cũng đem lên nó thi, không hiểu nổi luôn, mệt. Nhiều khi mình thấy gì mình cũng chán bị đó, nhưng mà nói gì thì nói thì kệ, tao chấp nhận mình hướng tới tương lai, có nghĩa là mình mở rộng vòng tay, mình xâm nhập thế giới, mình biết những cái, nhưng mà mình lấy ngoài thế giới đó
biết bao nhiêu điều hay. Chẳng hạn như là cái lối văn hóa của phương Tây châu Âu, nó có những cái văn hóa để chào nhau buổi sáng good morning để khái, thì tại sao không lấy về qua biến tấu đi thành những cái điều hay, hoặc là những cái điều hay ho, không lấy lấy toàn là ba cái thứ tào lao không, rồi đem về dựng lên rồi đã vậy thôi. Mà thấy rõ ràng từ xưa tới bây giờ mình nói, rồi hôm trước tao cũng nói một lần rồi, cái thằng láng giềng cái mình là thằng Trung Quốc, mà thấy chưa bao giờ, mà thấy rõ ràng biết bao nhiêu bộ phim của nó mà người Việt Nam mình là say mê coi, từ Cung Đấu cho đến Tần Thị Hoàng, từ đủ thứ tùm ra, rồi 108 vị, rồi nói chung là cái việc cái sự tích của nó là sự, cái đó là lịch sử của nó, mà nó biến tấu là biết bao nhiêu cuộn phim mà từ tái bản tới tái bản lui, rằng mà xong mà người Việt Nam ta thấy Việt Nam là nhà nào cũng coi cả, nào địch nhân kiệt hay, trong khi đó Việt Nam cũng đâu có thua gì, trời lê. Rồi là vua Hùng các cái độ hai bà Trưng bà Triệu Trần, nói chung là tất tần tật. Tại sao mình không biết làm vậy? Bởi vì cái trình độ văn hóa, cái trình độ điện ảnh của mình hoặc là thuộc dạng thấp kém quá, không có làm được như người ta. Nhưng mong lấy đồ của người ta không chiếu tràn ngập, ta về Việt Nam mà nhà nào cũng coi phim tao hết, nhà nào cũng coi phim tao hết, mà chưa bao giờ họ lên án một cái gì gọi là, nó có những cái tuồng phim mà có nó gọi là kháng Nhật, là tất cả những cái phim của nó đều là chống ngoại bang cả. Chẳng hạn như là cái phim nổi tiếng của Lý Tiểu Long, 4-5 bộ phim mà thấy rõ ràng không, là tinh thần kháng Nhật. Việt Nam mình tinh không dụng. Việt Nam mình thì thí đại khái là vậy đi, mình chỉ nói là cái nền điện ảnh của thằng Trung Quốc nó vậy, nó truyền bá cho dân chúng nó hiểu là kháng Nhật, kháng ngoại bang khóa được. Việt Nam mình không làm được một cái gì hết á. Cái nền văn hóa người thích mày nghĩ mày coi không có làm được cái gì cả, mà lúc nào cũng làm như ta đây là đủ là nhất thế giới, nhất là mấy cái thằng đạo diễn mắc dịch ôn hoàng một dịch, nhìn qua nước láng giềng thôi, sát bên thôi, đừng ta không nói Âu Mỹ mẹ gì, sát bên thôi, đúng rồi, thua xa rồi đó, thì khổ ghê vậy. Mà nói vậy không biết mấy cái ông lớn mình có nghe được là không, chấn chỉnh lại cái nền điện ảnh nước nhà rồi xong rồi. Nói chung là mình chưa có đủ đẳng cấp để mà đi ra thế giới biển để coi nghệ thuật những cái có, nhưng mà có nhiều cái rất là mặt hay tích cực thì không làm, mà làm toàn là cái chuyện rùi bu không, nó rõ ràng không làm được gì hết, toàn là phá thối rồi xong rồi nguyên gồm. Mà thấy rõ ràng là mẹ ở bên Trung Quốc á, thì rồi nó mới làm cho một gọi là cái gì ta, thanh lọc lại tất cả những cái thành phần mà coi như là vấn đề giới nghệ sĩ đó, rồi dẹp hết mấy cái thứ mà game show tầm bậy tầm bạ, rồi mấy con rồi thậm chí con Triệu Vy là cái con mà ngày xưa mà đóng phim mà có nổi tiếng của Trung Quốc mà đụng nó làm một phát biết luôn gọi là phong sát phong sát, tao không rành lắm nhưng có điều đó đã thanh lọc lại cái giới âm hồn các đảng đó. Thì bây giờ tao cũng muốn Việt Nam mình làm giống như vậy, mà Việt Nam mình hiện giờ cũng đang làm, ta thấy cái tình huống này cũng đang thành lập đó, nhưng mà Việt Nam mình thì làm nhẹ nhàng hơn, từ từ, ta thấy chưa từ từ chưa thấy gì hết, nhưng mà thôi kệ, để chuyện của ông nhà nước làm. Nhưng mà nếu mà mình là có cái khổ cái tao từ xưa thì tao nói hoài Việt Nam mình cái vấn đề hành pháp, cái đề luật pháp Việt Nam mình nó còn nhẹ tay quá, không đủ sức răn đe, cho nên vì chỗ đó nó lờn mặt. Cũng giống như kiểu về luật giao thông thôi, mẹ cảnh sát giao thông ngừng lại đứng xỉ xỏ rồi lấy camera dí vô mặt mày là ai, mà mày cái gì mày đưa quyền xét tao rồi đủ chứ, mày đưa cái giấy gì đủ lên đủ, mà ở Mỹ là nó bắn bể đầu luôn. Việt Nam mình nó một cách khác là hiền quá, nhân văn quá, thành ra đôi lúc là nó nổi loạn đã vậy thôi. Nghe mới đăng là có một anh chàng mới có một cái tin mà tao không dám đăng, thấy tội quá tao không dám đăng lên, ở đâu với An Giang miền Tây đó, thì có một thằng say xì ke, hút xì ke xì ma túy gì đó không biết, nó lấy cảnh sát nhọn nó đâm, nó đánh thằng cảnh sát cơ động gì đó mà chết ngắt luôn tại chỗ luôn. Mày coi phim mày đi thôi đó, khi trấn áp tội phạm mà mình không làm vừa độ, mình không làm thẳng tay thì nó rất là nguy hiểm, nó không nguy hiểm cho người dân xung quanh rất là nhiều đó. Thì sao con nói đi. Dạ, nãy giờ thì bố Tâm chia sẻ thì con đồng ý quan điểm với cái thứ nhất là nó đánh phá trên nhiều mặt trận. Đó, cái đầu tiên đó. Hello nghe. Rồi, mới sẽ. Này bảo đi cẩn thận á.
Rồi, ok. Năm năm sau. Con đang bên sân. Rồi con, nói đi. Tiên mà con đồng quan điểm với bố cầm đó là cái việc đánh phá những cái thế lực thù địch trên nhiều mặt trận, đặc biệt là cái thời buổi mà cái công nghệ nó phát triển, thì cái việc Rồi. mà đánh cái văn hóa tư tưởng nó dễ hơn ngày xưa nhiều. Đúng rồi. Nghe bật nghe đài báo mà nghe BBC hay nghe RFA thì chỉ có cái radio thôi, mà cũng ít nghe lắm, ít người nghe lắm. Nhưng mà bây giờ chỉ cần vô cái điện thoại thông minh là mở ra là đủ thứ những cái Đủ thông tin. thứ. Ừ. Nhưng mà con phải hiểu một cái điều này. Cái chuyện mà láo xạo mà nó đi, nó lặp đi lặp lại hàng ngày, nó sẽ làm con người ta tưởng thiệt. Đúng rồi. Cái thằng ở tỉnh A thì chẳng có biết cái thằng tỉnh B ở bên kia, nhưng mà nó nói thằng tỉnh B bên kia mà nó nói hoài, nó đi lại, thì mày ở tỉnh A mà nó thiệt hả, vậy hả, mình cũng trợn mắt ở vậy hả, mình cũng tưởng thiệt đó, nó khổ vậy đó. Cũng giống như ở đây ta, mình muốn nói cái điều này là mình là một người dân ở trong nước, mình chỉ khuyên với người dân là bình tĩnh và nên coi những cái điều mình chỉ nghe những tờ báo, những cái đài báo mà chính thống, đừng nên nghe những cái YouTuber và những YouTuber dơ, chẳng hạn cho nói đưa đơn cử ra, chẳng hạn như Tân Thái đi, ngày nào nó cũng lên like, ngày nào cũng nói xạo, ngày nào cũng nói mà nó đưa toàn là những hình ảnh cắt ghép của mục đích, rồi toàn từ năm nào của nó, thấy không, thấy không, thấy không, bà có con mẹ đâu thấy. Tất nhiên là nó đưa ra những cái hình rồi nó cắt, nó ghép, nó chế, nó đủ thứ, rồi nó theo vậy, rồi nó cứ đặt câu hỏi là tào lao bí lao, rồi rồi xong mà nó nói hoài, nó nói ngày nào nó cũng nói, thì có người Rồi. ta tự nhiên thôi tin thôi, thí dụ vậy đó. Có nghĩa Chán. là chúng ta lên mạng thì nó bố với con hoặc là một số anh chị em ở đây thì nói, tại vì hầu như là mình đã hiểu được cái bản chất của những cái kẻ chống phá rồi. Nhưng đây mình bố con hoặc là các anh chị em khác muốn lên diễn đàn, muốn mở một cái diễn đàn để mà có một cái tiếng nói là cái đối trọng đối với những cái kẻ chống phá. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không nói thì chúng ta thấy hàng ngày nó mở biết bao nhiêu cái diễn đàn, Đúng nó rồi. xuyên tạc về đất nước, thì bố với con là những cái người gọi là một cái người trong nước, còn bố là đang sống ở bên nước bên Mỹ, thì có cái tinh thần dân tộc, có cái lòng yêu thương về cái quê hương đất nước này thì bố cũng lên tiếng đó. Con Thì bác để bố nói sơ sơ qua cái vấn đề bên nước ngoài chút, có nghĩa là con cũng biết là bố mới vừa đi du lịch Cali về, tất nhiên là bố đi trước là đi thăm con, sau nữa là đi ghé thăm những người nào mà bố muốn thăm, và những người nào mà mình cần gặp thì mình gặp, đã gặp thì nói một cách như vậy. Dân số Việt Nam á, ở Cali hoặc là ở nước Mỹ thì nói chung thì cũng khoảng chừng 1,5 triệu người, từ 2 triệu lên xuống đại khái vậy, nhưng mà họ không quan tâm đến chính trị đó con à. Có nghĩa là vậy, bố đi mà bố đi lang thang lết thết, mà đi tá lả, bố đi tùm lum, đi tới đâu review tới đó cho các con các cháu ở Việt Nam coi, thí dụ là vậy, đi đủ thứ từ San Francisco về Bắc Cali xuống Nam Cali rồi vô chợ, nói chung tất tần tật bố đi tùm lum tà lan, thì bố mới nhận được một điều là người dân ở Việt Nam ở bên nước Mỹ này chẳng ai quan tâm vấn đề chính trị cả, và những cái kẻ chống đối Việt Nam chỉ là một thiểu số mà thôi, chứ có hiểu ý bố nói không? Là ta đi qua bể ta chơi luôn, mà ông Phượng ông dắt xe ông chở được, coi như vậy chứ thực chất không có con mẹ gì cả, toàn là đấu võ mồm không đó, nó như vậy cho con hiểu điều đó là nè, những cái kẻ đó nó là một cái số, gọi là một cái thiểu số thôi, rất là đúng ít, rồi, rất là không ít. thể trọng, nó không thể là cái đối trọng đối với Đảng Cộng sản hay là với chính quyền chúng ta Việt Nam được. Nhưng mà Không ở được. đây, ngoài ở đây mình thấy là nếu bố con hoặc là những người khác không lên tiếng thì những cái em trẻ hoặc là những cái người chưa hiểu biết về đất nước, về chính trị, về lịch sử, họ lên họ xem thì nghe hoài thì một cái số lượng nhỏ đó Đúng rồi, nó họ sẽ tin đó, cái điều đó là có thật, chứ vì đó họ lại chống bán nhà nước mình, họ làm những cái điều tiêu cực, bố hiểu rồi đó. Còn lẽ nhưng mà nhà nước mình thì nó có nhiều cái chủ trương mà những cái bước đi mà mình nhiều khi mình cũng không biết được, nhiều khi họ đi
họ làm những cái chuyện mà mình cảm thấy là hay chứ mình còn không phải là dở đâu, nhưng mà tính tao thì bởi tao nói là suốt đời tao không bao giờ làm lớn được cái toàn tao làm dân không thôi làm lớn cũng được làm lớn cái rượu má tao tao cắt giò cắt cẳng hết rồi chết mẹ được Vậy con không, con hoặc bố mà thấy những cái kẻ chống phá đó là mình cứ nói là ước gì tao mà có quyền á, là đó tao đó 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 đánh tao vậy sẽ đó mà khổ vậy, bởi vậy tao với mày không bao giờ làm lớn được. à, nghĩa điểm cá nhân thôi, và mình bức xúc cái thời điểm đó, cho nên mình nhìn là bây giờ nếu mà nhìn rộng một chút, nhìn xa một chút thì mình cái đó là cái bản chất nhân văn của cái nhà nước, Thì đó. cái vị thế ở đây, cái vị thế quan trọng không nhất, vị thế của Việt Nam bây giờ nó đã khác ngày Tăng cao rồi, nó khác ngày xưa rồi, bây giờ nó xưa. nâng tầm rồi. Sử một phản động đó, chúng ta phải ngó trước ngó sau, phải coi bộ mặt của cái đám chống phá, những cái nước lớn, những cái nước tư bản kia nó nhìn chúng ta như thế nào chúng ta mới dám sợ. Với hai nữa là cái điều này nữa có nghĩa là gì này, ông Không. bà ta thường thường nói câu gì, nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Nó khổ cái chỗ đó, thành ra mình cảm thấy là mấy ông đấy thì nó có lý, mình thì cái trình của mình không có tới thì mình không bằng, nhưng mà mình thấy cái mặt cái mặt trái á, là mình thấy mình ghét rồi. Tôi nói mày nghe, nói đi Đúng nói liền. lại thì cũng có một cái điều là họ không hiểu được, họ không có từng trải và họ chưa bao giờ trải qua chiến tranh, rồi họ không hiểu được cái chiến tranh là gì, rồi họ nói một cách nôm na là họ không hiểu được hòa bình là như thế nào. Cái mà độc lập bây giờ đổi biết bao nhiêu xương máu của người dân, kể cả hai miền đất nước. Ở đây tôi nói chung cho ta không có nói bên nào cũng chết như rạ, và cái điều đó do ai làm ra, người dân Việt Nam mà không ai giết nhau cả, mà chỉ có một cái vấn đề ngoại bang, là ngoại bang rất là nhiều nước, nào Pháp, nào Nhật, nào Tàu, nào Mỹ, nhưng mà họ không hiểu được điều đó. Có người Việt Nam mà nó kỳ cục ở chỗ đó, họ chỉ biết ngay tại lúc này là họ sướng, là họ khoái rồi, chứ ngoài ra họ không biết lý do tại sao. Giống ngay như bây giờ có rất là nhiều, cũng vẫn rất là nhiều người cứ mơ hồ hồi xưa ở Mỹ nước 75 mà đồ miền Nam sướng lắm đồ quá, mà không biết sướng là cái gì, đủ mới có làm con mẹ rau sướng, toàn là viện trợ ăn 100% từ gạo nước đồ, không có thậm chí điện là có sự ăn viện trợ của con Mỹ, mà nó ăn mà nó nổi mà nó đuối luôn, nó bỏ nó chạy luôn, mà đủ mà nó sướng lắm đồ quá. Vậy họ không hiểu được cái gì mày khó giải thích mấy người đó chán mày cái gì. Cái tư tưởng nô lệ, Đúng cái tư rồi, nằm ngựa khổ ăn chứ. sẵn, siêng ăn nhất Chính làm. đúng rồi, chính bây giờ qua Mỹ cũng vậy, nó có những cái thành phần như vậy, chỉ mong qua Mỹ là không làm cũng có ăn, rồi nó khổ vậy đó. Trời Mới có Hamlet đó. Hamlet mới nhiều á, ơi, không nó biết. khổ lắm. Ok, con làm việc làm đi, bố xuống chút rồi, có cái gì nữa là nếu có ai lên, mời ai lên đi, có gì chút xíu mà bố nghĩ cái gì hay hay thì bố lên lại ha. Dạ rồi, con cảm Rồi, ơn ok con. Rồi. trân trọng những ý kiến mà của một Việt kiều yêu nước của bố.